Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Đây là đơn hàng đi ngày 14 tháng 5 của em nha cả nhà. Thì hôm nay là Út xuất được 3 can Amino gông biển và 2 xô lon kali dằn gốc làm bông. Đó, và 6.000 khối dưỡng bông đậu trái chống rụng, lớn cháy và xanh bóng trái nha cả nhà. Đó, thì đây là cái can Amino gông biển đầu tiên. Thì như anh em đã thấy là với cái lượng can Amino gông biển Út nhập vào và xuất ra hàng ngày, anh em nào có quan tâm theo dõi kênh của Út thì mình sẽ thấy cái lượng can Út xuất đi đó, thì chứng tỏ là cái can Amino gông biển bên nhà Út phải đạt chất lượng ổn định và hiệu quả, cho nên là mới được quý bà con và quý anh em tin dùng và quay trở lại ủng hộ Út với số lượng đơn đi như vậy. Thì cái can Amino gông biển nó có cái thành phần là hữu cơ NPK, Fulvic, NAA, đây là những cái chất hỗ trợ cải tạo đất, giải độc bắc lo, giải độc hữu cơ, hạ phèn mặn, tái sinh đất tơi xốp, tăng cường hệ vi sinh vật có lợi cho đất, và nó sẽ hỗ trợ cái bộ rễ mình kích thích rễ tơ và ra nhiều lông hút, thì nó sẽ giúp cho cây trồng của mình hấp thu đầy đủ nước và dinh dưỡng, từ đó cây sẽ nhanh lớn ở giai đoạn cây con, và nhanh phục hồi, nhanh phát triển, phục hồi cây suy yếu. Đồng thời ở trong cái can này nó còn có amino và chung vi lượng, thì nó giúp cây dưỡng bung đọt, đâm chồi, xanh dày mướt lá, mập đọt mập chồi. Ngoài ra thì dưỡng bông, sáng bông mập bông, tăng tỷ lệ đậu trái, dưỡng trái nhanh lớn, nuôi trái căng láng mịn da, chắc ruột nặng ký, tăng phẩm chất trái, và nó lên màu trái đẹp, nuôi trái mập cuốn, xanh cuốn và xanh gai bóng gai luôn nha cả nhà. Đó, thì một can như vậy là 22 kg nha, 22 kg, mình pha được 6.600 lít nước. Thì thường thường á là đối với giai đoạn kiến thiết cơ bản cây con hoặc là phục hồi sau thu hoạch, thì anh em mình sử dụng cái xô amino gông biển, cái can amino gông biển mình kết hợp với hung ít vẩy cao cấp bên em để bung rễ cực mạnh, cải tạo đất, đất tơi xốp, bung đọt ra rễ. Còn riêng về cái giai đoạn bông và trái thì anh em kết hợp amino gông biển với lại là magie kẽm để chi. Magie kẽm này nó giúp xanh dày mướt lá nè, mập đọt, hạn chế xoăn lá, xoăn mép lá, hạn chế xoăn ngọn luôn, và nó giúp cho cái trái mình lớn nhanh, dày cơm, chắc ruột nặng ký. Đặc biệt là magie bo kẽm nó còn giúp cho cây trồng mình gia cố tầng rời, chống rụng bông và chống rụng trái non cho mình rất là ok. Đó, thì một gói như vậy là mình pha được 3 phi nha, 3 phi 600 lít nước. Còn đây, đây là cái can thứ hai. Đây, đây là can thứ hai cũng khách của em cũng kết hợp với magie bo kẽm để tứ gốc nha cả nhà. Đó, đây, còn đây là 6.000 lít dưỡng bông đậu trái, chống rụng và lớn trái, căng láng mịn da nha. Thì em cho phối là Kalaji nè, canxi bo kẽm và amino hàng nhập khẩu của Mỹ bên nhà Úc, 45% axit amin. Đó, và kết hợp với chung vi lượng, thì đây là cái bộ ba không thể thiếu nha trong cái combo đậu trái dai cuốn chống rụng lớn trái nhanh đẹp trái của bên Úc. Đó, combo bộ ba như thế này. Đó, đây là 6.000 lít nước nha. Còn đây, măng khô xanh và Ridomin Mỹ hàng Ấn Độ. Còn đây là gầy Thái bên nhà Úc nha, gầy Thái bên nhà Úc cũng đã cập bến rồi nè anh em. Acetamiprid 24% và Buprofezin. Cái gói này nó có hiệu lực lưu dẫn kéo dài nha. Nó sẽ ung trứng và chống lột xác luôn. Nó làm cho trứng gầy không thể nở và gầy con không thể lột xác được. Từ đó mình sẽ cắt lứa được vòng đời gầy trong vườn của mình lâu tái phát hơn. Đây là cái dạng bột tan cực nhanh, không lo bị nóng luôn. Một gói 100g mình pha được từ 100 cho tới 200 lít nước. Thì đây là loại thuốc hỗn hợp được chứa hai hoạt chất acetamiprid kết hợp với buprofezin. Thuốc có tác động tiếp xúc vị độc, có khả năng nội hấp, phổ tác động rộng, hiệu lực diệt gầy nhanh và kéo dài, diệt trừ triệt để và không gây hiện tượng tái bùng phát dịch gầy. Thuốc ít ảnh hưởng đến